Ngày 20 tháng 11 bên em đang có chương trình giảm giá cực sâu Bên em bán cho tất cả các bác những cái dòng điện thoại ở đây Giá chỉ từ 100 nghìn cho đến 300 nghìn cho đến 500 nghìn cho đến 1 triệu đồng Em nói như vậy các bạn không bao giờ tin đúng không Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ ngày 14 cho đến hết ngày 20 tháng 11 Giảm giá cho tất cả các bác những cái dòng điện thoại Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo Nói chung là tất cả các mặt hàng bên em bán là đều được giảm giá các bạn nha Và giá cực rẻ cam kết với mọi người là hàng chính hãng chế độ bảo hành bên em là 1 năm miễn phí ship và ship toàn quốc nếu mà các bạn mang đi dùng trong vòng 30 ngày không may nó bị lỗi em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một trong vòng 30 ngày còn tất cả các sản phẩm bên em ấy nếu mà các bạn không tin thì đầu tiên là vấn đề là em bán cho các bác không cần cọc và thoải mái kiểm hàng thanh toán kiểm tra đúng sản phẩm em quay em quảng cáo thì các bác trả tiền còn không đúng chúng ta không nên thanh toán tiền các bạn nha không nên thanh toán tiền cho bất cứ một cái đơn vị nào để tránh cái trường hợp chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm còn bên em bán cho tất cả các bác là không cần cọc kiểm hàng thanh toán còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm anh em ưng được cái sản phẩm nào thì nhấc máy và gọi trực tiếp và chốt đơn ở đây mới là những cái nơi mà nghiên cứu mà mua sắm bởi vì em bán ở đây bán số lượng rất là nhiều chứ không phải là em bán một cây hoặc là hai cây để lừa cọc tất cả các bác nên là các bạn yên tâm đúng không nếu mà những cái lời quảng cáo của em nó không đúng với cái sản phẩm này thì kênh của em nó sẽ không đạt được 5 triệu người xem đấy là cái việc mà em cần phải khoe cho các bác và các bạn phải hiểu vấn đề đó còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm nói chung là rẻ có đắt có đấy, từ 1 triệu đến 10 triệu tất cả các sản phẩm đều không cần cọc nha các bạn nha đấy, hôm nay là có cái chương trình khuyến mại ngày 20 tháng 11 thì các bạn nhanh tay và lựa chọn đi các bạn ạ bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm này giá nó cực rẻ thôi nhưng mà tiền nào của đấy chất lượng nào thì nó có cái sản phẩm với cái tầm giá đó đấy tiền ít thì chúng ta mua cái sản phẩm nó rẻ tiền hơn đây này em bán cho các tất cả các bác nha Giá bán lẻ em bán cho tất cả các bác là 4 triệu 500 Ví dụ như một con uh, Oppo K9S Oppo K9S mới 100% Nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tai nghe Con này ấy, 4 triệu 500 Nhưng mà hôm nay em bán cho các bác Với giá chỉ còn có 3 triệu 400 nghìn thôi Đấy, giảm 1 triệu Giảm cho các bác 1 triệu, còn có 3 triệu 500 nghìn Oppo K9S nhá Pin 5000, màn hình con này 6,7 inch, RAM của nó là RAM 8 cộng 5 thành RAM 13, đây này. Đấy, và con này là 256GB, 256GB. Oppo K9S 5G, miễn phí ship, kiểm hàng thanh toán mới 100%, nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện. Hộp của nó đây, nói chung là hộp thì nó cũng chả có gì đâu, có từ ốp sạc tai nghe thôi. Oppo K9S nha các bạn nhé. Còn con này là con Oppo K9X. Giá bán lẻ là 3 triệu 7 000, Giảm cho các bác 500 Chỉ còn có 3 triệu 200 nghìn thôi RAM của nó là RAM 12 cộng 5 thành RAM 17 Và con này 256 g Pin của nó là 5 000, Màn hình 6,7 inch nhá Bây giờ em mới kiểm tra thông số ở trên cái thiết bị này cho các bác xem này RAM của nó RAM 12 cộng 5 này Android 12 chấm này Và 256 g này Đấy K9X nhá Nếu mà các bạn không nhìn thấy cái thông số ở trên cái thiết bị này thì các bạn đừng nghe nhầm và đừng uh, nghe bất cứ một ai và các bạn hãy nghe theo những cái lời quảng cáo của em và nghe theo cái lời của em nói như thế nào thì cái sản phẩm nó phải như thế đó bởi vì tại sao vì em bán cho tất cả các bác là đều là không cần cọc nên là tất cả các sản phẩm bên em đều là phải quảng cáo chuẩn 100 phần trăm chứ không thể nói 99 phần trăm được nha các bạn nha tất cả đều là mới 100 phần trăm nha full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe em nói rõ cho các bác biết này đầu tiên và thứ hai thứ nhất là bên em bán cho tất cả các bác là trên 1 triệu đến 2 triệu thì được giảm 100 nghe rõ nha từ 1 triệu đến 2 triệu thì được giảm 100 còn từ 2 triệu đến 3 triệu từ 2 triệu đến 3 triệu thì được giảm 300 và 3 triệu cho đến 4 triệu thì được giảm 500 4 triệu đến 5 triệu thì được giảm 1 triệu còn trên 5 triệu thì được giảm 5 là 1 triệu 500 đấy các bạn đừng nghe nhầm nha Ví dụ em nói cho các bạn này con Zeno 5 Pro này này Geno 5 Pro này ấy, là bình thường là em bán lẻ cho các bác là 5 triệu 500 000 đúng không Nhưng mà hôm nay có chương trình khuyến mại bên em giảm giá cho các bác 1 triệu cứ trên 4 triệu thì được giảm 1 triệu trên 5 triệu thì được giảm 1 triệu 500 nha các bạn nha đấy con này là Oppo Zeno 5 Pro Zeno 5 Pro RAM của nó RAM 12 cộng 5 Và con này là 256GB Màn hình 6.7 inch RAM của nó là RAM 12 cộng 5 và 256 nha Đây này RAM 12 cộng 5 này Và con này là 256GB này Đấy, Geno 5 Pro 5G này Đấy, Android của nó là 12 chấm này Đấy con này bây giờ chỉ còn có 4 triệu 500 thôi Ship không cần cọc Thoải mái kiểm hàng thanh toán màn công nha các bác nha cứ kiểm tra đúng sản phẩm này đúng cái thiết bị này mà em quay em quảng cáo thì các bạn trả tiền còn không đúng chúng ta không nên thanh toán tiền để tránh cái trường hợp chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm nha các bạn nha đấy Oppo Zeno 5 Pro nha tiếp theo là những cái sản phẩm mà em bán cho các bác nó bán cực chạy là những cái sản phẩm này này Redmi 13C Nói chung là tất cả các sản phẩm đều là bán chạy thôi mỗi người ưng một cái sản phẩm Đấy, mỗi người thích một cái mẫu mã khác nhau. Redmi 13C, RAM của nó RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và con này 256 GB, giá của em bán như đầu tiên là 3 triệu 700, nhưng hôm nay có chương trình khuyến mại ngày 20 tháng 11, giá chỉ còn có 3 triệu 200, trên 3 triệu thì được giảm 500 nha, đừng nghe nhầm nha. Đấy, tất cả các thông số chúng ta cũng không nên nghe nhầm vì sao? Vì em bán cho các bác, các bác không nhìn thấy cái thông số cái chữ ở đây ấy, chữ ở trong cái màn hình này ấy thì các bạn cứ nghe theo cái lời em quảng cáo mà các bạn nhận hàng. Vì sao? Vì nguyên nhân gì? Vì là em bán cho các bác không cọc một xu nên những cái lời quảng cáo của em nó phải cam kết chuẩn 100%. Đấy. Nhiều người bảo là sợ em lừa các bác nhưng mà em chỉ sợ các bác lừa tôi vì tôi không cầm của các bạn 1.000 nào và một xu nào. Đấy. Nên là các bạn phải hiểu vấn đề đó. Đây này, màn hình của nó là 6.74 nhá. Đấy, màn hình 6.74. Đấy, full HD. Cam sau 50 này. Đấy, pin 5.000 này, hỗ trợ sạc từ 18W trở lên này. Redmi 13C nha Tất cả các sản phẩm đều được giảm giá các bạn ạ à. Các bạn yên tâm Đấy, Còn em bán cho các bác ấy thì giá nó Cực kỳ là rẻ Rẻ nhất thị trường Không có ai rẻ hơn Đấy, em cũng đã nói từ đầu video cho đến hết cuối video Từ đầu video này cho đến hết cuối video này Tất cả các sản phẩm đều không phải cọc nha Còn tiếp theo Như con này Oppo A93S Mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe Oppo A93s nha nhớ tên sản phẩm nha Ram của nó là Ram 8 và con này 256g giá bán lẻ của bên em là 3, đang là 3 triệu 350.000 nhưng trên 3 triệu được giảm 500 bây giờ chỉ còn có 2 triệu 850 thôi Đấy, 2 triệu 850 thôi đây ạ, à, em kiểm tra tất cả các thông số cho nó rõ ràng trên thiết bị nó như thế nào thì em phải đọc rõ như thế đó bởi vì tránh cái trường hợp là khi mà các bạn nhận hàng thì quảng cáo một đằng mà sản phẩm một nẻo. Đấy, còn các bạn không nhìn thấy cái chữ ở trong này ấy, nó bé quá thì các bạn cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo thì các bạn nhận nha. RAM 8 này, 256G này, A93S 5G này. Đấy. Hai sim hai sóng nha. Giá bây giờ chỉ còn có 2 triệu 850 nghìn nữa thôi Nhanh tay và lựa chọn đi Anh em theo dõi video này thì đừng quên đăng ký kênh Chia sẻ ngay video kết bạn Zalo cho tôi một lượt like để cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu và mua sắm ở đây những cái cơ hội này một năm nó chỉ duy nhất có đúng một lần thôi đấy một năm duy nhất có một lần thôi con này chỉ có 2 triệu 800 nghìn các bạn nhìn đã biết được là nó đẹp hay không rồi đấy 2 triệu 850 nghìn không cần cọc thoải mái kiểm hàng ok trả tiền không ok thôi bởi vì những cái những cái sản phẩm của em bán cho các bác ấy à, tất cả các sản phẩm này ấy, nhiều người bảo là sợ có phải là sản phẩm tốt hay không mà có bán đắt hay không bán rẻ hay không thì em nói cho các bác nha tiền nào của nấy đó các bạn ạ tất cả các sản phẩm này không phải là những cái sản phẩm tốt nhất có nghĩa là tầm tiền chúng ta bỏ ra chỉ được cái sản phẩm như thế thôi còn nếu mà để mà tốt ấy, thì nó phải từ 30 triệu cho đến 40 triệu thì các bạn mới là một cái sản phẩm tốt còn đây chỉ là một triệu đến 2 triệu 3 triệu thôi thì nó gọi là dùng được nghe gọi được xem phim được ok là được rồi đúng không ạ đấy còn sản phẩm thì trên thị trường nó có rất là nhiều đấy mỗi người À, thích một cái sản phẩm còn bên em bán ở đây ấy, không bao giờ hết được nha các bạn nha lúc nào cũng có sản phẩm các bạn lấy cả nghìn cây cũng có chứ không phải là một cây còn đây đây là con uh, Xiaomi Redmi Note 10 5G đấy đây này đấy đây này Xiaomi nhá Redmi Note 10 5G bản này bản 256g ram 8 256g màn hình con này 6,5 pin 5.000 nha giá em để cho các bác là bán lẻ là 4 triệu nhưng hôm nay giảm giá cho các bác chỉ còn một à, giảm 1 triệu chỉ còn có 3 triệu thôi Redmi Note 15G nha mới 100 full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nha con này ấy. ram 8 256g em cũng chưa bóc siêu mà em cũng chưa bật nguồn nhưng cái con này ấy, màn hình 6,5 này AMOLED này hỗ trợ sạc từ 18W trở lên này Đấy, pin của nó 5.000 này. Ok chưa? Dạ. Cam trước, cam sau của nó đây. Đấy. Em bán cho các bác bao giờ chỉ còn có 3 triệu thôi. Đầy đủ phụ kiện. Nói chung là nó là một cái sản phẩm mới thì nó không thiếu bất cứ một cái link phụ kiện gì kèm theo. Nó phải đầy đủ hết. Các bác theo dõi video ấy. Thì từ từ và đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video. Em sẽ quay chi tiết từng cái sản phẩm nhà em thì lúc nào cũng có. Nên là chúng ta phải từ từ coi bởi vì sản phẩm em rất nhiều. Đấy bởi vì trong cái dịp khuyến mại này thì nên là nó phải nói nhiều hơn thì nó mất thời gian của các bạn nhiều hơn. Như con này Redmi A3 nhá, Redmi A3. Đấy, mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Đây. À, à không phải hộp của nó. À, hộp con này là 13C. Còn cái hộp của nó cũng là như thế này. Đây con này ấy là em bán cho các bác nhá, con này RAM 8 này. RAM 8 này và con này 128 gb RAM 8 128 g 3 triệu 500 nhưng hôm nay khuyến mại cho các bác giảm giá xuống 700 nghìn chỉ còn có 2 triệu 800 nghìn đấy Redmi nha Redmi A3 nha đây này đấy, màn hình 6,71 inch màn to máy to máy góc vuông hết đây này đấy cơ hội duy nhất nó chỉ có một ngày thôi các bạn nhanh tay và lựa chọn đi các bạn ạ đấy, ngày 20 tháng 11 nha các bạn nha Đấy, tất cả các sản phẩm đều được kiểm hàng thanh toán không cần cọc một xu không cần cọc một đồng nào thoải mái ok trả tiền không ok thì hoàn lại cho tôi mà tôi quảng cáo sai thì chắc chắn các bạn sẽ không nhận đúng không bởi vì ở đây không phải là bán rau bán cỏ bán giày bán dép bán quần bán áo đây là một cái sản phẩm tất cả ở đây nó là một là những cái sản phẩm mà có giá trị cao đấy toàn tiền triệu toàn mấy triệu cơ đấy nên là những cái sản phẩm này em mà không uy tín thì không thể bán được Đúng không? Đấy là cái điều chính xác nhất là đến cái điều đầu tiên và không có ai bán hàng như em mà bán nhiều cái sản phẩm này mà không còn cọc. Đấy, nó là một cái 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 vấn đề đó là như vậy nên các bạn phải hình dung được cái vấn đề đó nhá. <laughs> còn con này là con uh, Oppo A97 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nhá. Oppo A97 nhá. Đấy, tất cả các sản phẩm này đều là mới này Các bạn bảo là nhìn cái máy nó cũ này Nhìn cái máy nó bị xước này Nhưng mà em sẽ nói rõ cho các bác để các bác hiểu nha Tất cả các sản phẩm ở đây Đây là những cái sản phẩm mà em quay Để mang ra đây quay để quảng cáo cho các bác Là em bán hàng qua video Chứ không phải là bán hàng qua hình ảnh nha Nếu mà hình ảnh thì chúng ta có thể chụp một phát Rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa hình ảnh được Nhưng mà đây ấy, thì chúng ta À, quay video thì đôi lúc chúng ta quay sang bên này thì nó sẽ tối hơn quay sang bên kia thì nó sáng hơn nó do là bóng điện đúng không bây giờ là một giờ đêm em phải làm video cho các bác này đây này tất cả đều là có giấy bóng nha khi chúng ta bỏ cái giấy bóng ra thì nó mới mới này Đấy, ok chưa còn khi chúng ta để cái giấy bóng vào thì nhìn nó cứ bị đúng đốm như thế này các bạn nhiều người cứ bảo là máy này máy cũ nhá kể cả mặt trước mặt sau đều có tem siêu hết con này Oppo A97 ấy, màn hình 6.7 RAM của nó là đây RAM của nó là RAM 12 cộng 5 thành RAM 17 nhá và con này là 512GB 512GB ấy thì là giá là 4 triệu 750 nghìn Nhưng có chương trình khuyến mại giảm giá 1 triệu Trên 4 triệu được giảm 1 triệu thì còn có 3 triệu 750 nghìn nha Đây Ok chưa Đấy Còn à, Cái con mà cũng là A97 này Nó là 256G RAM cũng 12 4 triệu 350 nghìn Giảm giá 1 triệu còn có 3 triệu 350 nghìn Đấy, cứ thế mà làm cứ thế mà giảm giá thôi để cho tất cả các bác lựa chọn tất cả các sản phẩm này nha các bạn nha Đấy. Oppo Redmi Samsung iPhone nhà em không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì Đấy. như con này Oppo A79 đây nhá Đây là con A79 nhá Oppo A79 5G nhá full hộp nó có siêu có tem đầy đủ đấy các bạn ở đây cái bản này bản Nhật đây này đấy. Con này nó ghi cái thông số nào ở đâu này Thôi chúng ta cứ kiểm tra ở trên cái thiết bị này cho nó chắc nhá Oppo A79 ấy, bên em đang bán cho các bác với giá cực rẻ thôi nha Giá cực rẻ mà hấp dẫn nhất Bởi vì tại sao em bán rẻ như vậy Lý do nguyên nhân gì Tại sao lại có được cái giảm giá như thế này Là lý do và nguyên nhân là do bên công ty nó hỗ trợ Bên em Đấy và chiết khấu cho bên em thì em bên em mới có cái chế độ giảm giá như thế này. Còn không ấy, một chiếc điện thoại em chia đều cho các bạn là 500 000 trên một chiếc, một ngày em bán 400 đơn đến 500 đơn thì một ngày em phải chi bỏ lỗ 250 triệu thì em không làm được nha Đấy là cái việc do công ty người ta nó hỗ trợ bên em giảm giá cho ngày lễ để làm gì? Để làm cái gì thì các bạn sẽ hiểu. Để người ta bán được nhiều cái sản phẩm như thế này ra, tất cả các sản phẩm ra thị trường. Đấy. Uh, để cho đến tận tay khách hàng nên là người ta lâu lâu người ta có cái chương trình khuyến mại một năm nó duy nhất nó chỉ có một ngày thôi nên các bạn yên tâm đi cái vấn đề đó là chúng ta sẽ nhanh tay và lựa chọn nha còn bạn chưa có thì chúng ta có thể tham khảo và mua còn bạn có rồi thì thôi các bạn có thể chia sẻ cho người khác để uh, mua sắm nha các bạn nha A79 màn hình 6,72 RAM 4 4 hình RAM 8 và con này 128 gb giá bán lẻ 5 triệu 7 pin 5.000 nhưng hôm nay giảm giá xuống chỉ còn con 4 triệu 500 thôi Oppo A79 nha các bạn nhá. Con này ấy hiện tại đã rẻ hơn thị trường tầm hơn hơn 3 triệu rồi. Bởi vì bên này nó không có à, không có thuế má gì cả nên là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Màn hình kích cỡ màn hình này 6.72 này. nha RAM của nó RAM 4 4 này. Cam trước 8 chấm này, cam sau 50 chấm cộng 2 này, Android của nó là 13 chấm này. À A79 5G này, đấy mới 100% nha, nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nha các bạn nha. Còn à, đây à, 13C vừa quảng cáo xong đúng không? Redmi 12 này, Redmi 12 màn hình 6.7 RAM 8 và con này 256G, pin con này 5000, bán giá lẻ là 4 triệu 500 nhưng hôm nay có chương trình khuyến mại giảm giá xuống chỉ còn có 3 triệu 200 000 nữa thôi Redmi 12 nha Khi các bạn đặt hàng ấy Các bạn phải nhớ tên cái sản phẩm đó Vì tại sao nguyên nhân gì Bên em rất là nhiều cái sản phẩm Nên không nhớ được tất cả các sản phẩm Để uh, uh, cho các bác uh, lựa chọn nha các bạn nha Đấy các bạn cứ hỏi chung chung Tầm tiền tầm tiền Thì không không biết được đâu các bạn ạ Đấy Bên em bán rất là nhiều Nên là các bạn phải nhớ cái tên cái sản phẩm đó Như con này Redmi 13R 5G nha Đây này Đấy Redmi 13R 5G À, màn hình 6.7 RAM 6, và con này 128 GB. RAM 6 và con này 128 GB các bác nhá. <laughs> Đây này, 128 GB, RAM của nó là RAM 6 nhá, 4 cộng 2 thì RAM 6 và con này 128 GB. Pin 5000 để cho tất cả các bác với giá cực rẻ thôi. Bây giờ còn có chương trình khuyến mại chỉ còn có 3 triệu 4, 4 nữa thôi. 3 triệu 450 000 3 triệu 450 nghìn nhá thường thường là bán 4 triệu nhưng mà hôm nay giảm giá cho các bác chỉ còn có 3 triệu 450 nghìn thôi các bạn theo dõi video thì cứ đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay cho, cho em nha các bạn nha từ 1 triệu trở lên thì được giảm 100 1 triệu đến 2 triệu giảm 100 từ 2 triệu đến 3 triệu được giảm 300 từ 3 triệu đến 4 triệu thì được giảm 500 4 triệu đến 5 triệu 500 trở về thì được giảm 1 triệu còn từ trên 5 triệu 500 thì được giảm 1 triệu 500 ví dụ như con này xin lỗi nha các bạn nha ví dụ như con này Reno 7 5G RAM của nó RAM 12 cộng 5 thành RAM 17 và con này 256 g mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện giá 6 triệu 500 hôm nay chỉ còn 5 triệu thôi bởi vì nó giảm 5 à, giảm 1 triệu 500 mà đúng không Đấy, chỉ còn 5 triệu thôi nha tất cả các thông số các bạn đừng có nghe nhầm theo cái em à, theo cái lời em quảng cáo vì em bán cho các bác là em phải quảng cáo đúng vì em bán cho tất cả mọi người không cọc cơ mà ra hai cộng 5 này Android 12 chấm này 256 gb này Reno 7 5G này đấy chỉ còn có 5 triệu thôi thì tại sao các bạn không mua không mua ở đây thì chúng ta mua ở đâu đúng không đấy sản phẩm thì còn rất là nhiều nên là các bạn cố gắng và nghiên cứu và mua sắm ở bên em bên em mà hết sản phẩm thì chắc là nhiều nơi mà hết sản phẩm như con này Vivo V15 Con này là em bán cho các bác với giá là 2 triệu 950 nghìn Pin con này 5 nghìn màn hình 6,5 inch RAM của nó RAM 8 cộng 4 thành RAM 12 Và con này 256 gb Đấy con này có cái tính năng đặc biệt Là nó là camera thụt thò Đây Đấy cam trước nó thụt như thế này Đấy mà con này RAM cao bộ nhớ cao pin của nó cũng cực kỳ là trâu Nên đây này RAM của nó RAM 8 này 256 g này chuẩn chưa Đấy Con này ấy, bán cho các bác 2 triệu 950 nghìn Nhưng mà giảm 300 nghìn Dưới 3 triệu thì được giảm 300 nghìn Còn có 2 triệu 650 nghìn nhá Vivo V15 <laughs> Tiếp theo Đây là con Vivo i50 Vivo i50 RAM 8 và con này 128G giá bán lẻ là 2 triệu 750 nghìn nhưng hôm nay trong chương trình khuyến mại chỉ còn có 2 triệu 450 nghìn nữa thôi Đấy, anh em nhanh tay và lựa chọn nhé các bạn nhé Đấy. anh em thoải mái và lựa chọn bên em nhà này mà hết sản phẩm thì chất rất là nhiều người không có hàng để bán nha RAM 8 và con này 128G các bạn lấy cả nghìn cây cũng được Đấy. không bao giờ hết được cái sản phẩm nha Đấy, mới 100% nha các bạn bảo là cái này nó bẩn bẩn đúng không? Không phải đâu, đây là cái lớp giấy bóng rồi đây này. Đấy. Em mà quảng cáo sai những cái sản phẩm của em và cái chất lượng sản phẩm nó không đúng với lời quảng cáo kiểu gì em nói cho các bác nha không bao giờ đạt được 4 đến 500 đơn trên một ngày Đấy, như vậy em em chỉ cần nói như vậy thôi thì các bạn đã, đã đã hiểu được một cái phần nào đó rồi đúng không Còn ví dụ như con này Redmi 7 5G Đấy, RAM 8 và con này 256 GB. Trên 3 triệu được giảm 500 thì con này 3 triệu 150 000 bây giờ chỉ còn có 2 triệu 650 thôi. Chỉ còn có 2 triệu 650 000 thôi. Tại sao các bạn không nhanh tay và lựa chọn cái thời điểm này mà lựa chọn ở thời điểm nào nữa? Mới 100% nguyên hộp full hộp nha, Redmi 7 5G nha. Đấy, tất cả các sản phẩm này các bạn cứ bảo là nó nó bị đốm, nó bị bẩn, nó bị ám màn này. Đây, đây là dây bóng thôi nha. Đấy. Chẳng qua là em quay ở đây em cứ cầm nó cọ đi cọ lại thì em kệ nó như vậy thôi. Redmi 7 5G nha Đây này Redmi 7 5G này 88 này và 256 g này Đấy 2 sim 26 sóng giá chỉ có Bao nhiêu ạ 3 triệu 150 000 giảm 500 Còn có 2 triệu 650 000 Tổng như thế này Oppo F11 Mới 100% Nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tay nghe Bên em đang bán với giá là 2 triệu 350 000 nhưng hôm nay có chương trình khuyến mại em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 050 nghìn Pin 5 nghìn, màn hình 6.5, RAM của nó RAM 8 và con này 256GB Mới 100% nguyên hộp, full hộp nha Em đã quảng cáo mới các bạn nhận, không mới chúng ta không nên nhận Đây, những cái sản phẩm nó phải như thế này Còn các bạn nhìn qua hình ảnh video thì nó có cái bóng bóng này Thì các bạn cứ tưởng là nó là máy xước này, máy cũ này Hay là máy bị vỡ này Nhưng mà em đã quảng cáo mới các bạn nhận nó phải mới thì các bạn nhận nha các bạn nha Oppo F11 RAM 8 256 GB, giá chỉ còn có 2 triệu 050 000 nữa thôi. Đây này, RAM 8 256 GB nhá. RAM 8 256 GB F11. Nếu mà các bạn không nhìn thấy cái thông số ở trên cái thiết bị, trên cái màn hình này thì các bạn cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo mà các bạn nhận hàng, bởi vì em bán cho các bác không cọc một xu nên là lời quảng cáo em với với cái sản phẩm nó phải khớp với nhau. Đấy nên nên là các bạn yên tâm nhé các bạn nhá. Oppo F11 bán cho các bạn 2 triệu 050 nghìn thôi. Các bạn nhìn video này thì các bạn à À, đừng rời qua màn hình và theo dõi và chia sẻ và đăng ký kênh để cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu mua sắm ở đây bởi vì trong dịp này một năm duy nhất nó chỉ có một ngày thôi hôm nay em nói hơi dài dòng một tí mong tất cả các bạn thông cảm để các bạn thấu hiểu được là hôm nay có chương trình khuyến mại được giảm những cái sản phẩm nào và giá trị nó ra sao thì các bạn cố gắng chia sẻ với nhau nhá à, nhanh tay thì được mà chậm tay thì chắc chắn là sẽ không còn nữa đâu duy nhất một năm nó chỉ có một ngày 20 tháng 11 thôi áp dụng cho các bác từ ngày 14 cho đến hết ngày 20 tháng 11 Đấy, đủ thời gian mà các bạn lựa chọn. Còn đây là một chiếc điện thoại Oppo A31 mới 100%, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em để cho tất cả các bác với giá là 2 triệu 350 nghìn nhưng... À xin lỗi, 2 triệu 150 nghìn nhưng trên 2 triệu được giảm 300. Thì con này còn có 1 triệu 850 nghìn nữa thôi. Nha, 1 triệu 850 nghìn. Pin 5 nghìn, màn hình 6,5, RAM của nó RAM 8 và con này 256GB chuẩn 100% nha Cứ đúng lời quảng cáo đúng sản phẩm mà các bạn đặt và em quay thì các bạn nhận nha RAM 8 này 256GB này Đấy, chuẩn chưa Cứ như thế mà thực hiện mà mua Bởi vì mình bỏ tiền ra mua thì mình phải nhận cái sản phẩm nó phải đúng nha Oppo A31 nha Mới 100% full hộp hộp nó ngay trước mắt của chúng ta đây nha Oppo A31 Giá chỉ còn 1 triệu 850 nghìn nữa thôi Như con này Redmi 9A trên 1 triệu được giảm 100 thì con này chỉ còn 1 triệu 350 nghìn nữa thôi. RAM 3 và 32GB, Redmi 9A, pin 5000, màn hình 6.5, máy không hộp 99%. Phù hợp cho người già, thanh niên, trung niên, trẻ con hay là chúng ta dùng làm máy phụ là khá là ok. Bởi vì tuy nhiên thì chúng ta để dùng chơi game hay là để dùng làm một cái mục đích khác thì nó cũng không được. Bởi vì là nó chỉ có 32GB. Đấy, dùng để xem phim, đọc báo, YouTube, TikTok, Zalo đều ok. Nói chung là nói về mạng xã hội nha các bạn nha. Đấy, thay cái máy 2G là hợp lý rồi. Con này nó là 32GB Redmi 9A nhá. Giá chỉ còn 1 triệu 350 nghìn Lại được miễn phí ship Được kiểm hàng thanh toán Đúng sản phẩm em quay em quảng cáo các bạn nhận nhé các bạn nhá, 1 triệu 350 nghìn Redmi 9A nha Khi các bạn đặt hàng các bạn đừng quên Cái tên cái sản phẩm đó thì các bạn mới đặt được hàng Nếu mà các bạn quên tên thì chúng ta không đặt được hàng Bởi vì trong cái thời điểm này Thì là rất là nhiều người gọi và Sản phẩm em rất là nhiều chứ không phải là em bán một cây hay là hai cây thì có thể nhớ được đây rất là nhiều nên các bạn phải nhớ cái tên cái sản phẩm đó còn đây cũng là một cái sản phẩm rẻ này 1 triệu 450 nghìn nhưng bây giờ chỉ còn 1 triệu 350 nghìn đúng không 1 triệu 350 nghìn miễn phí ship và ship toàn quốc Bất cứ các bác ở tỉnh nào em đều ship được Oppo A3S mới 100% không hộp đầy đủ phụ kiện nếu các bạn lấy thêm hộp thì nó mất 90 nghìn nữa với là những cái sản phẩm nó rẻ quá nên là em không lấy hộp nhưng mà đầy đủ phụ kiện ví dụ như ốp sạc tai nghe đấy đầy đủ hết cho tất cả các bác con này là nó là ram của nó là ram 6 và 128 g pin 4500 màn hình 6,45 inch nhá. RAM 6 này, 128 g này, Oppo A3s có màu xanh đậm như thế này và màu đỏ và màu hồng nữa nhá. Màu hồng thì nó như thế này thôi. Đấy, màu hồng như thế này, có 3 màu. màu thì trong cái thời điểm khuyến mại này thì các bạn cũng đừng có lựa chọn nhiều quá bởi vì nó không không có đủ màu để đáp ứng cho các bác được. A3s 1 triệu 450 000 giảm còn có 1 triệu 350 000 RAM 6 128 g rẻ chưa trên thị trường này chỉ có một mình em bán cho các bác với giá cực rẻ như vậy thôi tiếp theo nếu mà các bạn tìm những cái sản phẩm mà rẻ nữa thì chúng ta có thể tham khảo tiếp cái sản phẩm này Oppo A5s màu vàng cát màu hồng và màu xanh Đấy có 3 màu mới 100% full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em bán cho các bác giá là 1 triệu 650.000 nhưng trong chương trình khuyến mại này chỉ còn 1 triệu 550.000 thôi 1 triệu 550 nghìn thôi Đấy quá rẻ đúng không ạ Cơ hội dành cho các bác chỉ có 1 ngày thôi 1 à, một, 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 một năm nó chỉ có 1 ngày 20 tháng 11 thôi Các bạn nhanh tay vào lựa chọn nhé các bạn nhé OPPO A5S Tất cả những cái sản phẩm này đều là có giấy bóng Tem siêu hết Nên là các bạn đừng bảo là máy xước như thế này Đúng không Nhưng mà đâu Đây là cái lớp giấy bóng rồi nhé Đấy Con này là RAM 6 và 128GB Đây này. RAM 6 128GB OPPO A5S nhé Oppo A5S mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tay nghe à, Các bạn ạ, à, các bạn mua cái sản phẩm hay là không mua thì các bạn à, có thể là đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu và mua sắm ở đây Bởi vì bên em bán ở đây bán số lượng vài nghìn cây chứ không phải là bán một cây hoặc là hai cây rồi là lừa cọc tất cả các bác Nên là các bạn yên tâm, với cái số lượng bán hàng ở đây chỉ có một mình em bán rất là nhiều cái sản phẩm, Đấy, chứ không phải là như người ta người ta bán một cây hai cây ba cây thôi nhưng mà người ta vẫn bắt các bạn đặt cọc tại sao tôi bán nhiều như thế này mà không cần cọc kiểm hàng thanh toán thì tại sao các bạn không tin nhiều người bảo là sợ tôi lừa các bạn nhưng mà tôi nói thật với các bạn chỉ là những cái người mà người ta cạnh tranh nhau người ta đấm đá nhau đấy ghen ăn tức ở với nhau thì người ta mới làm như vậy bởi vì tại sao tôi bán cho các bạn tôi đã không nhận cọc của các bạn một nghìn nào thì làm sao các bạn nghĩ cái chuyện gì mà tôi lừa các bạn đúng không chỉ cần như vậy thôi nếu mà mình mua cái gì thì mua mình không mình đặt mà không đúng với lời quảng cáo và không đúng với sản phẩm mình đặt tại sao các bạn mua để làm gì đó là cái việc mà chúng ta phải nghiên cứu cái đầu tiên nhất đúng không còn bên em bán ở đây số lượng rất là nhiều mà không cần cọc thì các bạn lại không lo lắng mà nghiên cứu và mua sắm ở điểm này mà các bạn lại lo lắng là là sợ em bán đắt bán rẻ nói chung là sản phẩm nào thì nó có giá trị sản phẩm đó thôi các bạn ạ à. những cái sản phẩm của em ở đây không phải là những cái sản phẩm tốt nhất có nghĩa là đây cũng chỉ gọi là những cái sản phẩm mà nghe gọi được xem phim được nó dùng tạm được bởi vì cái giá trị nó chỉ ba bốn triệu chứ nếu mà để mà tốt thì nó phải ba bốn triệu mới là tốt còn chưa chắc đã tốt đấy nên là tiền nào của nó đấy các bạn nhá Geno 6 con này là Geno 6 5G mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe Geno 6 5G con này là ram của nó là ram 12 cộng 5 và con này là 256g Geno 6 5G 2 sim 26 con này là 5.500 nhưng giảm 1 triệu chỉ còn có 4.500 thôi nhá Geno 6 5G 256g mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nhé các bạn nha giá còn có 4 triệu 500 nữa thôi còn thời gian hôm nay em làm video nó hơi dài dòng một tí nên là mong tất cả các bạn thông cảm cho em bởi vì em cũng chỉ có duy nhất một ngày hôm nay hai ngày hôm nay để em cố gắng để quay video để bán cho tất cả các bác nên là các bác cũng thông cảm cho em nha hơi dài dòng một tí không nói thì không được mà nói ra thì các bạn lại bảo thằng này nó nói nhiều quá không ra cái cái cái, cái tích sự gì chẳng nghe tôi bán hàng không cho tôi nói đúng không đây đây mới là những cái nơi mà chúng tôi bán cho các bác là bằng thật tôi bán hàng qua video chứ không phải là bán hàng qua hình ảnh hình ảnh là gì người ta chụp ảnh cái máy này rồi người ta chỉnh sửa rồi thì người ta lồng rồi người ta ghép cực kỳ là nét rồi người ta gửi cho các bạn nhìn nó rất là bắt mắt cho nó cho các bạn đi mua còn tôi làm ở đây ấy, tôi làm ấy thì tôi quay thực tế để kể cả có bụi dính thì tôi cũng không bỏ ra kệ nó như vậy đấy cho nó thực tế thì các bạn lại không tin bảo các sản phẩm mình không tốt rồi sản phẩm nọ cái nọ kia kia bảo là sợ tôi lừa tôi nói thật với tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa các bạn bởi vì tôi không cầm của các anh chị một nghìn nào một ngày tôi bán vài trăm đơn các bạn phải biết một ngày tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền để lưu hành toàn quốc cho các bác không đấy, nhưng mà tôi cũng không sợ ai lừa cả đúng không đấy như con này ấy, vivo i02 ram 8 256 gb bây giờ chỉ còn có 2 triệu tám trăm nữa thôi nha vivo i02 chỉ còn có 2 triệu tám trăm nữa thôi À, cơ hội vàng dành cho các bác trong một hai ngày hôm nay nên các bác cố gắng và lựa chọn nha các bạn nha và các bạn theo dõi video thì cứ đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video để em quay tiếp một số cái chi tiết từng cái sản phẩm tiếp theo cho tất cả mọi người chứ mà để mà chúng ta nói một phát một cái video này mà em quay hết tất cả các sản phẩm em thì không quay hết được bởi vì nhà em là rất là nhiều cái sản phẩm chứ đâu có phải ít đâu đúng không đây này đây là một cái sản phẩm là Redmi C33 Redmi C33 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp này, từ sạc này, từ tai nghe này, con này nhá. Bán 3 triệu 350 000 Nhưng mà hôm nay giảm giá cho các bác chỉ còn có 2 triệu 850 000 thôi. Redmi C33 nhá, nhớ tên cái sản phẩm khi mà chúng ta đặt hàng nhá. Con này là RAM 8 cộng 4 thành RAM 12 và con này là 256 GB. Đấy, 256 GB. Cứ kiểm tra cho nó chắc các bạn ạ. Đây, RAM 8 cộng 4 này, Android 12.256 GB này. 256GB này. Redmi C33 này bây giờ chỉ còn có 2 850 000 thôi. Giá quá rẻ đúng không ạ? Rẻ hơn cả rau muống luôn. Đấy. Còn các bạn bảo tôi bán đắt ấy, thì không bao giờ một ngày tôi bán được uh, vài trăm đơn. Và em cũng không bao giờ đạt được 4 đến 5 triệu người xem. Các bạn phải hình dung cái vấn đề đó. Đừng có bảo là tôi bán đắt thì bán rẻ. Em nói thật đấy. Những cái sản phẩm thì tiền nào của nấy thôi các bạn ạ. Đấy. Điện thoại thì còn rất là nhiều chứ không phải là một cây hay là hai cây đâu các bạn nên các bạn yên tâm cái sản phẩm bên em ở đây bán mà không bán bán mà các bạn không tin mới chịu đây à, đây đây là một cái sản phẩm mà hết sạch pin đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A14 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ đây nghe pin con này 5.000 màn hình con này 6.5 RAM 4 và 64g giá 3 triệu 500 .000. nhưng hôm nay trong chương trình khuyến mại giảm giá chỉ còn có 3 triệu thôi còn 3 triệu đồng thôi đây này Đấy, thì người ta mới nói là tiền nào của đấy chứ đừng có bảo là những cái sản phẩm mà ram cao bộ nhớ cao mà giá nó lại đắt hay là rẻ không có đâu các bạn ạ đấy, hôm nay làm video thì nó hơi dài một tí nên là mong các bạn cố gắng và theo dõi hết cái video đấy, lâu lâu các bạn cũng chỉ mất một thời gian xem video này thôi chứ không phải là ngày nào các bạn cũng có thời gian mà xem mà nó giảm giá rẻ như vậy cho các bác đúng không ạ con này 64g pin 5000 màn hình 6.5 nha các bác nha đấy, giá chỉ có 3 triệu đồng thôi đấy, 3 triệu mới 100% Tiếp theo là những cái sản phẩm rẻ tiền. Đấy, những cái sản phẩm rẻ tiền đây. Đây cũng là một cái sản phẩm rẻ tiền này. Cái sản phẩm này thì Vivo Y93. Vivo Y93 nhá, mới 100% đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này ấy là pin của nó 4500, màn hình con này là 6, 45 inch. RAM của nó RAM 6 và con này 128 GB. RAM 6 và 128 GB các bác nhá. Giá là 1.500, 128 GB. Đấy. Đây là RAM 6 và 128 GB chắc chắn là các bạn sẽ không nhìn thấy được đúng không? Thôi thì các bạn cứ nghe theo cái lời em mà mà mà, mà lấy nhá. Đây này, RAM 6 và 128 GB. 1 triệu 500 nhưng trong chương trình khuyến mại này giảm 100 000 thì còn có 1 triệu 400 miễn phí ship thoải mái kiểm hàng thanh toán. Còn con này cũng là Vivo Y93 nhưng mà con này là bản 256 GB. Bản 256 GB nhá các bạn nhá. Thì con này là là, là, là bây giờ đang còn có giá là 1 triệu 700 giảm 100 còn có 1 triệu 600 nghìn Vivo Y93 Đây này, RAM 8 này và 256 gb này Cứ nhận hàng mà nếu em nói sai thì các bạn không nên nhận Đấy, 256 gb giá 1 triệu 600 Đã giảm rồi nhá, giá 1 triệu 600 Đấy. Đây này, Redmi Note 11 SE nhá. Redmi Note 11 Đây là cái Redmi Note 11 thường Em bán cho các bác với giá là 3 triệu 500 Hôm nay giảm giá kịch sàn lại giá nó hơn 4 triệu cơ nhưng mà em bán cho các bác bây giờ chỉ còn có 3 500 nữa thôi. Redmi Note 11 nhá, Note 11 thường. Đấy, con này là 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 128GB này. Tất cả các thông số này. RAM 6 cộng 3 thì RAM 9. Đấy, pin con này 5.000, màn hình con này 6.5 Giá chỉ để cho các bác 3 500 000 thôi. Giảm giá cực sâu. Các bạn yên tâm đi do nguyên nhân lý do tại sao bên tôi giảm đó là do công ty người ta hỗ trợ thì bên em mới giảm chứ còn không hỗ trợ thì không giảm được bởi vì em cũng không có tiền đâu ra mà giảm cho các bác một ngày em bán bốn năm đơn 600 đơn trên một ngày đấy còn đây mới là một cái bản là Redmi Note 11 SE đấy em bán cho các bác với giá là 4 triệu nha con này nó đắt hơn SE nó đắt hơn cái con thường này đấy con này là 4 triệu và pin của nó 5 000 màn hình 6.5, RAM 6 và 128 GB, giá 4 triệu thì đã, đã gọi là giảm giá rồi nha các bác nhá. RAM 6 128 GB giá 4 triệu. Redmi Note 11 SE. À, tất cả các sản phẩm đều được giảm giá hết, tuy nhiên là được giảm ít để giảm nhiều thôi. À, những cái sản phẩm bên em thì lúc nào cũng có sẵn nên là các bạn yên tâm mà chúng ta đặt hàng chúng ta đừng lo lại hết sản phẩm lúc nào cũng có 100% chờ các bạn ngay. Một năm nó duy nhất nó chỉ có một ngày nên là các bạn có thể là tranh thủ trong cái thời điểm này mà mua sắm và tặng cho những người thân người yêu hay là bồ bịch hay là bất cứ một ai nào đó đây là một chiếc điện thoại Oppo A56 à, Oppo A56 nha pin 5000 màn hình con này 6.5 RAM của nó là RAM 8 cộng 3 thành ra 11 và con này là 256 g em để cho mọi người với giá cực rẻ thôi đang có chương trình giảm giá 2 triệu 750.000 giảm giá xuống 300 còn có 2 triệu 450.000 nha áp dụng cho tất cả các bạn chia sẻ hộ và đăng ký kênh thì mới được nha chia sẻ ví dụ chia sẻ lên Facebook này Zalo này Nói chung là tất cả các mạng xã hội khi các bạn đã dùng cái gì thì các bạn chia sẻ hộ thì sẽ được áp dụng được cái vấn đề được giảm giá nha các bạn nha và bên em ship toàn quốc đây RAM 8 cộng 3 thành RAM 11 và con này 256G A565G nha 2 sim 2 sóng Android 12 chấm mới 100 Đấy. Nói chung là tất cả các sản phẩm bên em đều cam kết với mọi người là hàng chính hãng chế độ bảo hành cho các bác là 100% làm một năm trong vòng 30 ngày nếu không may các bạn mang đi dùng lỗi sóng kém mạng kém hay là nó có bị như thế nào thì bên em sẽ hỗ trợ một đổi một tại nhà và có nhân viên đến tận nhà các bạn đổi cái máy mới này về và trả cái máy cũ cho tôi Đấy. Oppo A56 nhá giá 2750 giảm giá 300 còn có là bao nhiêu ạ 2450 <laughs> như con 76 này nhá em nói cho các bác con 76 này Oppo A76 này thì bây giờ chỉ còn có 2 triệu 500 Thế có, có, có chết đâu Chết cho người bán này chết cho ai? Đúng không ạ? A76 chỉ còn có 2 triệu 500 đấy thôi RAM 8 và con này 128 gb màn hình 6.7 Pin 5.000 Mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tay nghe Công ty hỗ trợ chỉ còn có 2 triệu 500 thôi các bạn ạ Em nói thật với các bác, các bác đi tìm đâu được một chiếc điện thoại Oppo A78 này giá 2 triệu 500 ấy mai tôi xóa kênh bỏ nghề luôn công khai toàn mạng xã hội đây không phải là tôi lừa một người nha tôi nói thẳng với mọi người là tôi đăng lên toàn mạng xã hội này để tôi bán hàng nhưng không có chỗ nào mà người ta bán cho các bạn hai triệu năm trăm trên một chiếc điện thoại này các bạn hiểu không ạ đấy đây là một con A 76 nhá Oppo A 76 chỉ còn có hai triệu năm trăm tôi mới không biết người ta bán kiểu gì nhưng mà mình không bán ấy, thì công ty nó sẽ không hỗ trợ mà mình bán thì tôi nghĩ là nó quá rẻ đấy áp dụng cho hết ngày 20 tháng 11 nhá. 22 giờ ngày 20 tháng 11 là hết chương trình khuyến mại. Đợt này giảm giá rất là nhiều ngày nên là các bạn thoải mái và chia sẻ hộ giới thiệu hộ nhau mà để mà mua. Pin 5000, màn hình con này 6 và 6,7 7 RAM của nó là RAM 8 và 128 GB nhá. Các bạn nghe nhầm, đừng có nghe nhầm cái thông số nhá. Nếu mà các bạn không nhìn thấy cái thông số ở trên cái thiết bị ở trên cái thiết bị này ấy trong qua cái video này ấy, thì các bạn cứ nghe theo những cái lời mà em quảng cáo và các bạn nhận nha còn kiểm tra nó không đúng chúng ta không nên nhận nha con này nó là đầu tiên là miễn phí ship này thứ hai là không cần cọc này thứ ba được kiểm hàng thanh toán này chế độ bảo hành toàn quốc này uy tín chưa uy tín là hàng đầu đúng không bây giờ em sẽ nói cho các bác một đều nha con này hai năm trăm nha miễn phí ship kiểm hàng thanh toán nha em sẽ nói cho các bác một đều như thế này này tất cả mọi người sẽ hiểu như thế này một mình tôi nói cho tất cả mọi người tin tôi thì chắc chắn là khó còn ai tin thì tin mà không tin thì thôi còn nếu mà các bạn phải hình dung một điều thứ hai nếu mà em mà quảng cáo có sản phẩm em không đúng với cái lời quảng cáo không thực tế thì em sẽ không có đạt được 4 đến 5 triệu người xem video của em và sẽ không đạt được 4 đến 50.000 người đăng ký kênh và sẽ không đạt được 4 đến 500 đơn trên một ngày đây là không phải là bán giày bán dép bán rau bán cỏ nhá Đây là những cái sản phẩm mà tiện nó rất là nhiều nên là một ngày các bạn biết là tôi bán đến 4 500 đơn máy như thế này, bỏ ra hơn một tỏi gần hai tỏi vào. Đấy, để lưu hành toàn quốc mà không cần cọc một xu cơ. Mà thoải mái kiểm hàng thanh toán cơ. Đấy, và bên em bán rất là nhiều nha. Em chỉ cần xin các bác một hai giây thôi. Bên em bán rất là nhiều chứ không phải là bán một đến hai cây hay là ba cây là lừa cọc tất cả các bác. Còn sản phẩm tốt hay không ấy, em nói cho tất cả mọi người này. Tốt hay không ấy thì tiền nào của đấy thôi. Các bạn đừng có nghĩ các bạn bỏ ra 1 triệu mà nhận ngay được một cái sản phẩm 50 triệu không phải là chúng đề đâu. Nhá không các bạn nha. Đấy, em cũng không nói tất cả các sản phẩm em là tốt 100%, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ ra bằng này tiền thì các bạn cũng chỉ nhận được cái số tiền à, cái, cái sản phẩm nó bằng cái số tiền các bạn bỏ ra thôi. Đúng không ạ? Đấy. Những cái sản phẩm rẻ thì không bao giờ tốt, sản phẩm tốt thì không bao giờ rẻ. Còn nếu các bạn muốn tìm những cái sản phẩm mà chính hãng và hàng ok thì các bạn có thể nên tham khảo bên em ở đây. Bên em bán vài nghìn loại cơ chứ không phải là bán một đến hai loại đâu nha các bạn nha. Nên là uy tín hay không thì các bạn chỉ cần nằm nằm ở cái vị trí này thì các bạn sẽ biết được. Đấy, bên tôi bán rất là nhiều như này mà quảng cáo cho các bạn, các bạn là bảo tôi lừa các bạn. Nhưng mà thực tế tôi chỉ sợ là các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn bởi vì tôi không cầm của các bạn một đồng nào và một xu nào. Đúng không? Tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn. Nên là các bạn các thực nghiên cứu nha Đấy, em thì hôm nay có thời gian là uh, nói chuyện nó hơi dài dòng một tí nhưng mà nó là cái việc thực tế trăm người bán và người mua hơn thua nhau nói chất lượng Đấy, sản phẩm tốt không bao giờ rẻ sản phẩm rẻ thì không bao giờ tốt nha đây Oppo A16 mới 100 phần trăm nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện RAM 6 và con này 128g pin 5000 màn hình 6.56 inch nhá bình thường bên em đang bán với giá là 2 triệu 300 nghìn nhưng mà trong chương trình khuyến mại giảm giá trên dưới 3 triệu thì được giảm 300 Đang giảm giá chỉ còn có 2 triệu nữa thôi đấy, Anh em nhanh tay và lựa chọn đi Chúng ta không mua thì chúng ta có thể chia sẻ cho mọi người cùng người khác mua Bởi vì bạn không cần thì người khác sẽ cần Còn bạn mua rồi thì chúng ta sẽ giới thiệu cho mọi người thôi đấy Cơ hội nó chỉ có đúng 1 năm, nó chỉ có 1 ngày 20 tháng 11 thôi đấy, Nên là các bạn phải hiểu cái này đó 5, 6 và 128GB A16 nhé Oppo A16 2 SIM 26 mới 100% Đấy, nguyên siêu, nguyên hộp. Thoải mái kiểm hàng thanh toán. là nhiều người bán, em bán cho các bác ấy. Đã không cọc rồi thì các bạn thoải mái yên tâm rồi. Đấy, không còn cái gì là sợ bị lừa Tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn nhá. Còn tiếp theo. Đây là con uh, Oppo A15s. Oppo A15s cũng là 2 triệu 300 nghìn. Nhưng chương trình khuyến mại chỉ còn có 2 triệu nữa thôi anh em nhanh tay và lựa chọn nha cũng là RAM 6 và 128g pin con này cũng là 5.000 màn hình con này cũng là 6.5354 inch nha các bác nha Đấy. Đây này. phải mở cái thông số nó rõ ràng cho các bác nếu mà các bác không nhìn thấy các bác cứ nghe theo lời em quảng cáo em không cầm của các bạn 10.000 nào đã không cọc kiểm hàng thanh toán thì những cái lời quảng cáo em không bao giờ sai nha em dám khẳng định 100 như vậy đây ạ, RAM 6 này, 128GB này, Đấy, Oppo A15s nha, hai sim hai sóng nha, em bán cho các bác chỉ có hai triệu thôi, hai triệu, bây giờ chỉ còn đúng hai triệu nữa rồi nha. Em em chẳng muốn bán đâu, chẳng qua là do công ty nó hỗ trợ thì bên em mới phải, phải bán thôi chứ còn nếu mà không, đâu. em sẽ không có một đồng nào để đút túi luôn. Bởi vì công ty người ta nó quảng cáo Cái sản phẩm của người ta thì mình cũng phải thông cảm, đúng không? Đây, em đã có hai màu như thế này, Oppo A53 thường mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này nó là RAM 8 và con này 256 g nhá. RAM 8 và 256 g mới 100%. Em bán cho các bác giá nó cực rẻ thôi, chỉ có là bao nhiêu ạ? 2 triệu 500 nhưng trên dưới à, dưới 3 triệu thì được giảm 300, chỉ còn có 2 triệu 2, 2 thôi. Nhá, chỉ có 2 triệu 2, 2 thôi nhé RAM con này RAM 8 và con này 256 GB chuẩn 100% luôn nha các bác nha Đấy, anh em cứ kiểm hàng thanh toán nếu mà em mà nói sai những cái sản phẩm này thì các bạn đừng có nhận đấy và các bạn đừng có chọn màu quá nhiều nhá vì sao vì nguyên nhân gì lý do gì vì là trong chương trình khuyến mại này, màu nó sẽ không có đủ cho các bạn để lựa chọn còn tất cả các sản phẩm của bên em ấy, thì các bạn có lấy cả nghìn cây cũng có nhá cả nghìn cây cũng có a 53 ba thường nhá giá hai triệu hai hai trăm năm sáu ghi nhá mà các bạn gọi cho bên em ấy thì các bạn cũng không nên nói dài dòng quá còn em nói ở đây nói dài dòng được Còn các bạn chốt đơn ấy, các bạn gọi cho tôi Ok là chốt chứ đừng có để mà gọi lòng hoàng nhiều Xong rồi đến lúc là còn người khác phải gọi tiếp nữa cơ Đấy Bởi vì trong cái chương trình khuyến mại nó quá nhiều Nên là cũng thông cảm cho những người bán và những người nghe điện thoại Các bạn phải hiểu thế Đấy Còn con này nhá Là A53S Thật ra rất là buồn Em em chẳng muốn bán làm vì em chả được cái gì vì công ty người ta nói là ví dụ bạn bán được 100 triệu chiết khấu cho bạn 2 triệu hay là 3 triệu nó không tính giá cả gì cả đấy bạn bán được trăm triệu tiền cái máy mà theo cái giá niêm yết của nó thì nó sẽ trích cho mình là bao nhiêu tiền thế thôi chứ còn không á bên em cũng không có tiền đâu mà đi giảm giá cho các bạn nhiều thế này một cái năm trăm mười cái là năm triệu rồi một ngày tôi bán đến bốn năm trăm đơn thì ví dụ năm trăm cái năm mươi triệu rồi một ngày thì năm trăm đơn năm năm hai một ngày tôi đây lấy đâu ra bỏ ra hai trăm năm mươi triệu cho các bạn không có đâu đấy là cái việc thực tế đấy đây như con này nhá A53S nhá, mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Bên em đang bán giá là 2 triệu 750 000 nhưng trong cái chương trình khuyến mại này, bên em đang bán cho các bác với giá là 2 triệu 450 000 thôi. Đấy, không cần cọc, thoải mái kiểm hàng thanh toán nha. Áp dụng cho các bác chỉ có một vài ngày này thôi. Thì các bạn cứ nhanh tay và lựa chọn và đăng ký kênh chia sẻ hộ để cùng nhau theo dõi và nghiên cứu và mua sắm ở cái địa điểm này. RAM 8 3 thành ra 11 và con này 256 gb nha. A53S nha, đừng có quên cái tên cái sản phẩm này nha chúng ta mà quên cái tên cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ không đặt được hàng vì lý do nguyên nhân gì vì bên em rất là nhiều nên là không ai nhớ được hết kể cả nhân viên cũng không nhớ được đấy đang tám cộng ba này hai năm sáu này a 53 ba f này đấy, giá rất rẻ không chỉ có hai triệu bốn trăm năm nghìn cơ hội vàng duy nhất chỉ một năm có một lần thôi các bạn cứ nhanh tay và lựa chọn đi nha giá nó cực rẻ hai triệu bốn trăm năm nghìn quá rẻ đúng không em đã bảo các bác rồi các bác cứ đăng ký kênh nha không đăng ký kênh ấy thì chắc chắn là sẽ không được đâu Đấy, còn các bạn đăng ký kênh hay không ấy, thì bên em sẽ hiện ở trên cái app bên em hết Nên là các bạn đừng có bảo em đăng ký rồi nha, không có chuyện đấy đâu Em nói thật với các bác, nếu mà em nói sai ấy, thì em bỏ nghề đấy, Em cũng không muốn bán kiểu như vậy Đây này, em nói cho các bác nha, hôm nay là ngày 12 Bên công ty nó đã bắt em làm video trước Nhưng ngày 14 em mới đăng cái video của các bạn đang xem này Các bạn biết là một ngày như thế này Lấy thành công là 314 đơn Đó là chưa có áp dụng trong chương trình khuyến mại nha Đây là cái app em bán hàng qua Viettel Post nha vận chuyển qua Việt theo post nha 314 đơn và chờ lấy tiếp 8 đơn nữa gọi là thành 322 đơn và khách đã hủy mất 14 đơn và đã giao thành công 220 đơn ngày thường bên em đã bán đến 3 đến 400 đơn rồi thì trong cái chương trình khuyến mại này nó phải nhảy lên 5 6 700 đơn trên một ngày nên là những cái, cái lượng khách nó quá nhiều và khách gọi nó cũng quá nhiều nên là tất cả mọi người thông cảm còn có những cái vấn đề về khúc mắc các thứ anh em cứ từ từ mà xử lý rồi gọi cho bên tôi thì tôi sẽ khắc khác dần dần và tôi xử lý cho các bạn nha đây là một cái đơn này 3 triệu 8 này Đấy, 2 triệu 6 này 4 triệu 100 này 2 triệu 100 này 2 triệu 600 này Ok chưa 2 triệu 700 này 2 triệu 200 này 3 triệu 350 nghìn này Đấy, không có cái đơn nào mà dưới 1 triệu Đấy, nên là các bạn phải phải biết vấn đề đó đây là cái app bán hàng qua Viettel Post nha Đấy, đây là cái điều rõ ràng nhất nên là các bạn biết là 300 đơn nếu một ví dụ như một đơn là 300 hơn 300 đơn thì một đơn là 3 triệu đi thì chia đều đi thì một ngày em phải chia ra một tỏi đúng không? 33 là 9 mà một tỏi để lưu hành toàn quốc nhưng mà các bạn biết một tháng là phải bỏ ra bao tiền không? nhưng mà bên em đâu có sợ các bạn bom hàng em đâu bên em đâu có sợ là các bạn lừa tôi đâu tôi đã không lừa các bạn thì các bạn cũng không lừa tôi đúng không con người nó thực tế là như vậy Đấy, bán không cọc kiểm hàng thanh toán sản phẩm em tốt thì cần gì đúng với lời quảng cáo thì cần gì phải cọc đúng không? chứ đâu có, đâu có phải là người ta bán một cái 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 điện thoại mà năm sáu cứ cọc năm chục một trăm dính đòn ngay. Nhiều người cứ bảo mua hàng trên mạng bị lừa, lừa hay không? ở cái đầu các bạn nghiên cứu nhé. còn tiếp theo, đây là một chiếc điện thoại Redmi C33, Redmi C33 này thì bán chạy nhất, mà bởi vì cái cái sản phẩm này rất là nhiều người thích này. Cái, tại sao là thích? nó là tất cả các góc nó đều vuông. Đấy, tuy nhiên thì giá trị nó không cao nhưng mà trong cái đợt giảm giá này lại được giảm rất là sâu nữa cơ Đấy, con này là bán 3 triệu 350 nghìn đúng không nhưng trong chương trình khuyến mại này ấy, bên em giảm cho các bạn 500 chỉ còn có 2 triệu 850 thôi Redmi C33 nha Redmi C33 nha các bạn nhớ tên nha Redmi C33 nha Đấy. mới 100 tất cả các sản phẩm đều mới hết không có cái sản phẩm nào là sản phẩm cũ nếu mà còn không chính hãng hay chính hãng hay không ấy thì các bạn kiểm tra này. sao thăng 06 thăng Ok chưa xuất hiện email 1 email máy này email 2 này ok chưa đấy nó đầy đủ hết email series hết cho tất cả mọi người nên là có chuẩn hay không thì các bạn chỉ cần kiểm tra như thế thôi thì các bạn sẽ hiểu được là cái sản phẩm nó tốt hay không là chính hãng hay không này sao thăng không sáu thăng đó là một cái cách kiểm tra email nhanh nhất có thể nếu mà hiện toàn chứ với là qr nọ kia thì không phải nha các bạn nha đó là một cái máy tàu hay máy sách tay hàng 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 nào đó rồi đấy đây à, những cái sản phẩm này thì quay phim chụp ảnh nó cũng chỉ được như vậy thôi Redmi C33 em bán cho các bác là 3 triệu 350 nghìn nhưng trong chương trình khuyến mại này chỉ còn có 2 triệu 8 850 nghìn nữa thôi RAM 8 cộng 4 này 256 gb này Redmi C33 này Đấy, chuẩn chưa cứ thực hiện những cái lời quảng cáo của tôi thì các bạn nhận nha em nói thật với mọi người ấy thật ra thì nói thì nó cũng hơi khó Đấy, ai tin thì mua mà không tin thì thôi tuy nhiên thì em thì là những cái người mà bán thực tế quay trực tiếp rõ ràng chi tiết sản phẩm nhưng mà em lại không biết cách ăn nói như người ta nên là đôi lúc là nói để nhiều người nó bảo là em nói gây gắt này nọ kia các thứ này khó chịu ấy nên là người ta sẽ không thích mình đúng không thì em mới nói là làm sao để em nói một mình em nói làm sao thuyết phục được tất cả mọi người tin em được còn ai tin thì mua ủng hộ không tin thì cũng thông cảm và bỏ qua và chúng ta cũng không nên xem video này làm gì Đói, còn các bạn cứ đi tham khảo ấy đi chỗ nào mua được chỗ nào càng rẻ thì chúng ta lại càng tốt đấy đây này. như một cái sản phẩm này đấy. đây là một cái sản phẩm mà giá rẻ mà bán chạy nhất con này là vivo y 15 s vivo i 15 s ram 8 và con này 256 trăm năm pin năm nghìn con này ấy là bán 2 triệu 550 nghìn nhưng mà dưới 3 triệu được giảm 500 thì chỉ còn có 2 triệu 250 nghìn nữa thôi Vivo Y 55 s nhá 2 triệu 250 nghìn Đấy. em cứ kiểm tra thông số cho nó rõ ràng để tránh cái trường hợp là bị nhầm lẫn đây nha đây này RAM 8 1 này 256 gb này chuẩn chưa Đấy em bán hàng thì không biết là bán có như người ta hay không nhưng mà thực tế ra thì nếu mà những cái lời quảng cáo của em với cái sản phẩm và những cái, cái 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 quảng cáo này nó không khớp với nhau và sản phẩm em không tốt thì không đạt được 4 đến 5 triệu người xem em nói thật với các bạn đạt 4 năm triệu người xem thì không phải là ít đâu đến đây em mới bảo là những cái nơi nào mà uy tín thì các bạn không lo lắng và đi nghiên cứu và mua sắm mà các bạn ấy còn đi nói xấu thôi nhưng mà xã hội ấy thì cũng có cạnh tranh nhau này đấm đá nhau này các thể loại thì người ta sẽ nói về cái vấn đề xấu của mình là có đấy còn ai nói xấu mình thì cứ nói thôi còn việc mình bán cho người ta thì có lời thì mình bán phải không ạ đây Oppo A74 chỉ còn có 2 triệu 650 000 thôi đây rẻ không đấy có nghĩa là nó chỉ có trên 3 triệu thôi đã được giảm 500 mà chỉ con này 3 triệu 150 000 thì bây giờ chỉ còn giảm 500 đã trên 3 triệu là được giảm 500 thì con này còn có 2 triệu 650 000 Oppo A74 nhé mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe con này là RAM của nó RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này nó là 256 GB pin của nó là 5000 đấy pin của nó là 5000 nhá màn hình 6,5 556 inch đấy Nói chung là màn hình thì em cũng không 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 phải là không đọc đây này 8 cộng 5 có nghĩa nó một ly hai ly thì em cũng không đáng kể 256 A74 5G đấy A74 5G Cái này chỉ để cho mọi người bây giờ chỉ còn có 2 triệu 650 nghìn thôi 2 triệu 650 nghìn nha Nhanh tay đăng ký kênh chia sẻ ngay để cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu Nếu các bạn có rồi thì các bạn cũng cứ đăng ký kênh đi Rồi là ok là em sẽ Bán cho tất cả mọi người và cùng được tham gia và cùng được nghiên cứu và cùng được mua sắm ở đây nhá A74 2 triệu 650 nghìn Áp dụng chương trình khuyến mại hết ngày bao nhiêu ạ? À? 22 giờ ngày 20 tháng 11 còn A73 giữa 3 triệu 2 triệu 650 giảm 300 chỉ còn có 2 triệu 350 nghìn thôi pin 5.000 màn hình 6.5 inch RAM của nó RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 nhá đây các bạn nhìn vào nó xấu nó bẩn như thế này đây là lớp dây bóng đó nhá đây xé nó ra thì nó, nó mới đẹp như thế này cơ Đấy, còn em quay video thì em cứ kệ nó để như thế này kể cả là mặt trước hay là mặt sau đây này nhiều bác bảo là Ôi, máy sao quay video ra nhìn thấy xước như thế này rồi Em nói cho các bác đã bán cho các bác một cái sản phẩm mới Các bạn nhận nó mà có xước có móp méo thì các bạn không nên nhận nha Đây Ok chưa Đấy Nó phải thực tế nó phải như thế này à, Còn con này ấy, RAM của nó là RAM 8 5 RAM 8 5 nha Đây này Chuẩn chưa Và con này 256GB A735 g Giá chỉ còn có 2 triệu 350 nghìn thôi Quá rẻ đúng không Quá rẻ luôn A735 g mới 100 phần trăm còn quay video cứ quay như vậy còn khi mà các bạn nhận máy nó là một cái chiếc điện thoại khác đấy, chứ không phải cái chiếc này chiếc này để quay video thôi nên là mọi người phải hiểu vấn đề đó trời ơi nói thật ra Việt Nam này thì chắc là duy nhất chỉ có cái bên em này mới có được cái chương trình khuyến mại này còn không là chắc chắn là không ai có đâu. nói thật với các bạn là như vậy nói đấy là cái việc em mà chia sẻ cho nó rõ ràng nó là là, là một cái vấn đề thật sự 100 phần trăm chứ không phải là bán hàng giả hàng nhái hay là ảo hay là để câu view câu like đâu đó là thực tế nhá các bạn đăng ký kênh và gọi ngay số điện thoại trên màn hình nhá nhiều bạn thì cứ còn bảo là hỏi lấy số tài khoản để đặt hàng nọ hạt đặt hàng kia thì các bạn em sẽ đọc cái số tài khoản cho các bạn nha thôi rồi không cần đâu chắc không cần phải cọc đâu nhiều người cứ đòi cọc thì thôi không cần sản phẩm thì các bạn lấy hàng nghìn cây cũng có như con này Redmi V30 một cái sản phẩm mới 100 bán chạy nhất tất cả các những cái dòng sản phẩm những cái máy vuông vuông thế này là bán rất là chạy thật sự luôn em thì em bán con nào cũng được chứ đâu có phải là mình lừa các bạn đâu đúng không em bán con nào em cũng có lời bán con nào em cũng được lợi nhuận phần trăm đó như con này ấy, là ram 8 cộng 6 nhá đừng nghe nhầm nha ram 8 redmi v30 ram 8 cộng 6 thành ra 14 và con này 256 gb pin 5000 màn hình con này 6,7 giá là 3 triệu 7 nhưng trong chương trình khuyến mại này chỉ còn có 3 triệu 500 thôi À, xin lỗi 3 triệu 200 giảm 500 đấy. cứ trên 3 triệu được giảm 500 dưới 3 triệu được giảm 300 trên 4 triệu được giảm 1 triệu bán hàng thì cứ bán còn người ta cho mình giảm giá thì mình cứ giảm thế thôi còn không thì cũng phải thông cảm 8 6 này Android 12 này 256GB này Redmi V30 này còn em bán hàng đấy đây, đây mới là một cái nơi mà người ta bán bằng thật và người ta nói bằng thật tuy nhiên người ta không biết cách ăn nói nhiều như người ta người ta không biết cách ăn nói ăn nói là cho nó hợp lý ăn nói để uh, như uh, diễn viên đây là nhân viên các thứ thì không biết nói nhưng mà thực tế là tôi mới là những người trực tiếp để bán hàng cho các bạn còn các bạn thấy người ta lấy cái mấy cái đứa chân ngắn chân dài ra để quảng cáo những cái sản phẩm đó chỉ là người ta đi thuê cho mấy cái đứa đấy đi quảng cáo thôi chứ thực tế là mấy cái đứa đấy không phải là chủ cửa hàng đấy còn mình là đàn ông mình khắc tự nói ở đây thì đôi lúc nó có hơi gây gắt nên là nói chuyện nó hơi gây gắt nên là nhiều người nghe nó khó chịu. Đấy, nó là nó là như vậy thật sự đấy. Redmi V30 giá chỉ còn có 3 triệu 2 nhé. Tiếp theo. Đây này. Đây là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người quan tâm. Đó là con Vivo Y77E. Vivo Y77E mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc từ tai nghe đầy đủ hết nha các bác nhá Đấy, Vivo Y77e con này ấy, nó là RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này là 256GB RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này 256GB nhá con này ấy thì là 3 triệu 900 nghìn nhưng trong cái chương trình này, 5G nhá này Vivo 5G này. À trên 5 triệu à, trên 3 triệu thì được giảm 500 con này em bán lẻ là 3 triệu chín nhưng trong chương trình khuyến mại này chỉ còn có 3 triệu tư nữa thôi đấy, chỉ còn có 3 triệu 400 nghìn miễn phí ship không cần cọc thoải mái kiểm hàng ok trả tiền cũng ok thôi nhá chương trình khuyến mại này chỉ có áp dụng cho các bạn trong một hai ngày tới thôi nên là các bạn là cố gắng và nghiên cứu xem mua được thì mua mà không mua được thì chúng ta thôi đấy, đây này đấy, đây này đấy dây bóng tem siêu nó còn có cả màng bọc của nó vẫn còn ở đây hết đây này đấy đây mới là chuẩn chứ đúng không con này thì là quá đẹp rồi. 3 triệu tư mà nhận ngay một chiếc điện thoại Vivo Y77e này thì hết đất chấm. Yeah, màn hình 6,7 ra của nó RAM 12 và 256GB, pin của nó 5 nghìn. Đấy, bán cho các bác là 3 triệu 400 nghìn. Đó là cái trong cái chương trình khuyến mại nha. Áp dụng cho hết ngày 20 tháng 11. Các bạn cứ yên tâm, cứ từ từ rồi là theo dõi rồi là khắc có những cái sản phẩm từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo. Đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A14 RAM 4 và 64GB mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này pin của nó là 5.000. Đấy, con này là 3 triệu 500, đây 3 triệu 500 nhưng trong chương trình khuyến mại trên 3 triệu được giảm 500 thì con này được giảm 500 còn có 3 triệu tròn nữa thôi nhá. 3 triệu tròn. Mới nhé, tất cả các sản phẩm em báo cho các bác là mới 100%. Đấy. Dung lượng pin của nó 5.000 này. Đó, và tiếp theo nữa là con này nó là chăm sóc thiết bị 64GB RAM 4 này. Thế thì em mới nói cho tất cả mọi người là tiền nào của đấy. Những cái sản phẩm mà 256GB nhưng mà nó chỉ có hơn 2 triệu thôi. Nhưng mà tại sao con này nó 64GB mà nó là trên 3 triệu. Đấy thì nó mới gọi là tiền nào của đấy. Những cái sản phẩm nào thì nó có cái giá trị đấy thôi. Còn à, các bạn phải hiểu là RAM cao, bộ nhớ cao không phải là tốt. Có nghĩa là do cái nhu cầu của những người dùng thôi còn ram càng cao chúng ta lưu trữ càng nhiều thì máy nó càng chậm đi đấy là cái thực tế rồi 3 triệu nha các bác nha các bạn cứ chờ đợi từ từ dần dần rồi sẽ có tất cả các sản phẩm để giới thiệu cho các bạn nha Oppo A92 loa kép mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe các bạn đừng có nhìn nó đốm đốm này là hỏng nha hay là xước nha đây là cái lớp dây bóng thôi đây này Đấy, đây là cái lớp dây bóng này nha à, con này là pin của nó là 5.000 và con này màn hình con này 6,5 inch ram con này ram 8 cộng 5 thành ram 13 Đấy, ram 8 cộng 5 và thành ram 13 và con này nó là 256 g đây này ram 8 cộng 5 nha ok chưa Đấy, và con này nó là 256GB A92 nha con này em bán cho các bác với giá loa loa kép nha mới phun hộp nha con này thì bình thường là em bán cho các bác là 2 triệu 950 nghìn nhưng mà dưới 3 triệu được giảm 300 chỉ còn có 2650 thôi đấy, nhanh tay và lựa chọn nên anh em yên tâm tất cả các sản phẩm bên em ấy. bên em mới là những cái nơi mà chúng ta phải cần nghiên cứu và mua sắm bởi vì chả có ai bán hàng nhiều như em em dám công khai như vậy Đấy, bán hàng trên mạng chả có ai bán hàng nhiều với sản phẩm như em và cung cấp rất là đều đều cho tất cả mọi người. Đấy. Đấy. Tuy nhiên là em cũng không biết cách ăn nói nhiều và cũng không biết cách quảng cáo nhiều thì nên là các bạn không tin mình thôi. Chứ thực tế ra ấy, bán cho tất cả các bạn thì có cái giá trị từ 10 triệu mà các bạn trả cần phải cộng một đồng nào. Và một số người vẫn cứ sợ là tôi lừa các bạn, mà tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi. Bởi vì tôi đâu có cầm của các bạn một nghìn đúng không? A9 con này là A9 nhá, Oppo A9 con này cũng là Ram 8 cộng uh, 5 mà, xem nào. RAM 8 cộng 3 nha các bạn nha RAM 8 cộng 3 và con này cũng là 256 g Oppo A9 máy 2 sim 2 sóng pin 5 nghìn màn hình con này là 6,56 inch giá là 2 triệu 8 nhưng giảm 300 chỉ còn có 2 500 thôi nhanh tay nha các bác nha nhanh tay nha duy nhất chỉ có đúng trong thời điểm này thôi Đấy, Oppo A9 tất cả các bạn đặt hàng nhớ cái tên cái sản phẩm này thì chúng ta mới đặt được hàng nha không nhớ tên thì chúng ta sẽ không đặt được hàng Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A12 cũng là một cái sản phẩm mới 100% hộp của nó ở kia ngay trước mắt của chúng ta nhìn thấy cái đầu ngón tay của tôi chỉ chỉ kìa Đấy. Samsung Galaxy A12 RAM 4 và 128GB pin 5000 màn hình con này 6.5 giá 2 triệu 650 nhưng dưới 3 triệu được giảm 300 còn có 2 triệu 350 nghìn đây 2 triệu 350 nghìn đây này, RAM 4 cộng à, RAM 4 và 128 GB này. Thông tin điện thoại này, thông tin pin này. Pin của nó 5.000 nha các bác nhá. Pin của nó là 5.000 mới 100% nhá. Thoải mái kiểm hàng ok trả tiền, nói sai không nhận nha các bạn nhá. Đấy, Samsung Galaxy A12 nhá. Bán cho các bác 2 triệu 350 000 Áp dụng cho các bác vào hết ngày 20 tháng 11 và 22 giờ đêm là hết chương trình khuyến mại nha. Ngày hôm sau là bắt đầu là về cái giá cũ. Tiếp theo là con Samsung Galaxy A22. Samsung Galaxy A22. Samsung Galaxy A22 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Pin con này 5000, màn hình con này 6,5 inch nha các bác nhé. Đấy, dây bóng tem siêu còn nguyên. À, con này ấy thì là nó là như thế này. Con này thì nó là đắt hơn một tí. Con này là 2 triệu 950 nghìn. Nhưng dưới 3 triệu thì được giảm 300 chỉ còn có 2 triệu 650 thôi đây 56 6 và 128 g đấy RAM 6 và 128 g pin này, này, pin của nó là 5.000 chuẩn chặn đấy con này em để cho các bác giá cực rẻ đó chỉ còn có 2 triệu 650 000 thôi Samsung Galaxy A22 nhé mới 100 phần trăm nhé đầy đủ phụ kiện ốp sạc tay nghe hết quá đẹp và quá long lanh đúng không các bạn theo dõi video ấy thì đừng quên đăng ký kênh này chia sẻ ngay video này để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu và mua sắm ở bên em ở đây bên em thì thật ra thì không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì tuy nhiên thì à, bán thì bán rất là nhiều nên là đôi lúc à, đóng hàng không kịp nên là tất cả các đơn nó đều chậm một ngày hoặc là hai ngày mong mọi người thông cảm còn đây là một chiếc điện thoại Geno 7 5G nha RAM của nó RAM 12 cộng 5 thành RAM 17 và con này nó là 256GB Đấy, con này giá là 6 triệu 500 nhưng trong chương trình khuyến mại này giảm cho các bác chỉ còn có 5 triệu thôi đấy chỉ còn 5 triệu nữa thôi các bác nhá Zano 6 nhá à, xin lỗi Zano 7 nhá đấy, Zano 7 nhá chỉ còn 5 triệu nữa thôi đấy đây chỉ còn 5 triệu đồng cho các bác này đấy, 256 gb này ra 12 cộng 5 này Zano 7 5G Android 12 chấm bán cho các bác là 6 triệu 500 nhưng bây giờ chỉ có 5 triệu giảm 1 triệu rưỡi nhé con này trên 6 triệu được giảm 1 triệu rưỡi Đấy, bán cho các bác không cọc thoải mái kiểu hàng ok thanh toán nếu mà quảng cáo sai cái sản phẩm không nhận như con Poco C65 này này Poco C65 màn hình 6,7 RAM 8 và con này 128G pin 5000 con này bây giờ giảm giá 700 còn có 3 triệu 2, 2 nhá còn có 3 triệu 2 nhá đừng nghe nhầm nha Poco C65 nhá Đấy, còn 3 triệu 200 nghìn nữa thôi quá rẻ áp dụng cho tất cả các bác ngày hết ngày 22 giờ ngày 20 tháng 11 đây là cái chương trình khuyến mại giảm giá vào ngày lễ ngày 20 tháng 11 cho tất cả mọi người màn hình 6,74 inch à, sạc là 18 w pin của nó là 5 000 Đấy, bán cho tất cả mọi người là chỉ có là 3 triệu 2 ,000. nha các bác nha 3 triệu 200 nghìn ok chưa Đấy. Poco C65 qua cái video này thì em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã mất rất là nhiều thời gian quan tâm video và đã theo dõi video và chúng ta theo dõi video ấy thì đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu và mua sắm ở địa điểm này còn thời lượng video thì nó có hạn còn sản phẩm bên em thì còn rất là nhiều nên là em sẽ làm một cái đoạn video quay một cái video tiếp theo và giới thiệu một số cái sản phẩm tiếp theo ở một cái video khác nên là các bạn cứ đăng ký kênh và chia sẻ những video còn video này thì nó dài quá và thời lượng thì nó có hạn nên là chắc là em phải tạm dừng video ở đây cảm ơn tất cả các bác đã mất thời gian quan tâm và theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo